Rồi, đây mình review cho các bạn cái bo mạch tưới cây tự động sử dụng cảm biến độ ẩm của đất và cảm biến ánh sáng. Đấy, thì với cái video trước thì mình đã mô tả cho bạn nguyên lý hoạt động, tức là trường hợp mà trời nắng thì sẽ không cho tưới cây và chỉ tưới cây khi trời râm đó, hoặc là trời tối thì mình sử dụng cái bo mạch module cảm biến hai delay này. Thế thì cái phần phía trước này là cái phần nguồn cấp cho cái bo mạch điều khiển. Thế còn ở phần phía sau này thì là cấp nguồn và cho điều khiển cho cái động cơ. Đó, động cơ bơm thì ở đây mình không có bơm thì mình sử dụng cái động cơ này để test nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ thử nghiệm luôn. Thì đây cảm biến độ ẩm của đất này. Trường hợp trời đang sáng là bởi vì ánh đèn nó đang chiếu vào. Động cơ hiện tại đang không quay. Và bây giờ sẽ cho trời tối này. Trời tối động cơ đang quay. Đấy, đang quay đấy nhé. Đấy. Tức là trời tối và đất là hiện tại đang khô. Là bởi vì cái chỗ này mình không cắm xuống dưới đất mà các cái tiếp hai chân này nó không được dẫn điện nhé. Thế còn trường hợp ví dụ như là đang tưới rồi và tưới đến khi lúc mà trời nó ướt, đất nó ướt thì nó sẽ ẩm xuống, thì nó sẽ làm cho động cơ dừng lại nhé, dừng lại động cơ dừng lại rồi. Và trường hợp mà trời sáng mà đất khô chẳng hạn thì cũng không quay nhé. Vậy là chỉ trời tối và đất khô thì mới động cơ nó mới cho bơm nước. Thì đấy là cái nguyên lý hoạt động của cái bộ tưới cây tự động bằng cảm biến ánh sáng và cảm biến độ ẩm. Thế hiện tại giờ mạch đang sử dụng nguồn 5V để điều khiển, thì sẽ sử dụng thêm một cái module hạ áp nữa để cấp cho 12V vào đây và hạ áp xuống 5V để chúng ta sử dụng một nguồn duy nhất. Rồi, có tìm hiểu gì thêm hoặc hỏi thêm gì về sản phẩm thì các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0936 824 969. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.